Mình sẽ khai báo trên này là biến thực. Nếu mà khai báo biến nguyên thì chẳng có gì để bàn hết ha. Rồi, nhập x vào. Nếu int của x bằng thì kết luận số phần trăm f là số nguyên phẩy chấm phẩy rồi mình chạy thử nhé. Nếu như lấy phần nguyên của nó mà bằng chính nó thì nó là số nguyên. Ví dụ như nhập vô là 6. 6 là số nguyên. Ví dụ mình nhập vô là 6.5. 6.5 không phải là số nguyên. Đó. Dễ hay khó? Dễ không? Lấy phần nguyên của nó so sánh với chính nó. Thì nếu như mà mình lấy phần nguyên xong mà cũng bằng chính nó thì nó là số nguyên. Được không? Thưa ơi. Ổn ha. Rồi như vậy thì thầy sẽ mở cái lab 4 và assignment 1 để các bạn lọc hai cái bài này sẽ cùng lúc nha.